Chào các bạn, chúng tôi đang ở một ngôi biệt thự mà không thấy người ở, như là bỏ hoang từ lâu, rất lâu rồi. Nhìn các cái sàn gỗ này, nó cũ, nó mục này, đó, không được sơn lại. Và mình thấy bên ngoài nội thất rất là đẹp này. À quên, bên trong, thôi thì các bạn, bên ngoài cũng đẹp đấy. Rất là đẹp nhá. Này, còn có cả bể bơi này. Nhưng mà không ai ở nên là nó đục lắm. Đây còn có cả ban công này, ban công này mà ra uống cà phê thì đẹp thôi rồi. Nhưng tuy nhiên là không hiểu tại sao mà đây là không có ai ở đây chứ. Đây ngoài sảnh. Đây là phía bên trong này, các bạn thấy không gian quá hiện đại luôn nhé. Bên cạnh là một bãi đất và rất nhiều cây dừa này. Ô, có cả quả dừa kìa. Ôi nhiều quả ấy à. Dừa này chắc một thời gian nữa mới ăn được. Bên kia là chùa Linh Ứng. Sau cái dãy này là chùa Linh Ứng. Vâng, ở kia cũng là một căn biệt thự đang xây dở và bỏ hoang. Không hiểu sao là vậy.